Huyền thoại từng vô địch năm 45 tuổi, lò Anthony Joshua bị Jarrell Miller gây khó dễ. Trong buổi trò chuyện gần đây nhất với người hâm mộ, huyền thoại George Foreman tập trung nói về trận đấu đang được rất nhiều người quan tâm, trận đấu giữa nhà vô địch hạng nặng Anthony Joshua và Jarrell Miller tại trung tâm sự kiện Madison Square Garden vào mùa hè này. Đây là trận đấu đầu tiên của Anthony Joshua tại Mỹ. Nhà vô địch boxing hạng nặng duy nhất nắm giữ kỷ lục giành được đai vô địch thế giới ở tuổi 45, George Foreman, mọi người biết đến ông bởi những cú đấm như búa bổ và phong cách thi đấu vô cùng điềm tĩnh của ông. Ông là một biểu tượng của boxing thế giới, được rất nhiều người yêu mến, bên cạnh những huyền thoại boxing của thế kỷ trước như Muhammad Ali, Mike Tyson, Evander Holyfield tuy đã từ giã sàn đấu từ lâu nhưng ông vẫn luôn có mặt để theo dõi trận đấu boxing của những võ sĩ nổi tiếng trong làng quyền anh hiện tại ông cũng thường xuyên sử dụng trang mạng xã hội của mình để nói chuyện trực tiếp với người hâm mộ của mình về những trận đấu lớn sắp diễn ra trên trang twitter của mình george foreman đã chia sẻ quan điểm của ông về trận đấu này ông là một trong số ít người có thái độ tích cực với trận đấu và lạc quan về cơ hội giành chiến thắng của mueller Muller là tay đấm sở hữu những cú body shot rất tốt. Joshua chưa từng đối đầu với võ sĩ nào như vậy. Trận đấu sắp tới sẽ là thử thách vô cùng khó khăn với Joshua. Hiện vẫn chưa có ai lên tiếng phản đối quan điểm của George Foreman. Trận đấu đã được thông báo diễn ra vào ngày 1 tháng 6 năm nay. Trong khi đó, hai võ sĩ được coi là đối thủ chính của Joshua là Tyson Fury và Dan Wilder hiện vẫn đang thảo luận để đi đến quyết định cho trận tái đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua đấu Jaren Miller khiến quyền Anh nước Mỹ phát hoảng trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp trên đất Mỹ của võ sĩ nổi tiếng người Anh Anthony Joshua vào ngày 1 tháng 6 tới gặp đối thủ Jalen Miller người Mỹ tại sàn đấu Madison Square Garden ở New York, ngay từ lúc này đã gây sốt. Sự háo hức của người Mỹ chờ xem Joshua thi đấu trực tiếp đã khiến kỷ lục đăng ký mua vé trận đấu trên sàn Madison Square Garden chính thức bị phá vỡ. Theo tờ The Sun, chỉ sau 2 giờ đồng hồ, mở bán đăng ký mua vé từ giữa trưa 16 tháng 2, sàn đấu Madison Square Garden đã cho biết số lượng đăng ký vượt qua mọi kỷ lục trước đây và đạt tốc độ đăng ký bán vé nhanh nhất mọi thời đại của sàn đấu này. Trước đây, các kỷ lục này thuộc về trận đấu hạng chung giữa võ sĩ Gennady Golovin gặp David Lemieux hồi năm 2015 với số lượng hơn 6.000 vé được đăng ký mua vượt qua các kỷ lục cũ trước đó của các trận quyền Anh nổi tiếng giữa võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali gặp Joe Frazier năm 1971 hay trận võ sĩ Sugar Ray Robinson gặp Jack LaMotta hồi năm 1942. Tuy nhiên đến nay, số lượng đăng ký vé trận đấu giữa Joshua và Miller đã vượt qua tất cả. Dù các nhà tổ chức ở sàn đấu Madison Square Garden không tiết lộ con số cụ thể, nhưng báo chí nước Anh ước lượng con số đó phải gần 10.000 vé, phân nửa sức chứa của sàn đấu này. Ngày 12 tháng 2, hai võ sĩ Fury người Anh và Welder người Mỹ đã đồng ý thượng đài tái đấu tranh đai vô địch hạng nặng WBC, Hội đồng quyền Anh thế giới vào ngày 18 tháng 5 tới tại sàn đấu Barclays Center ở New York, Mỹ. Vào đầu tuần sau, vé trận đấu giữa Joshua và Miller tiếp tục mở bán trên kênh trực tuyến StubHub và cho người xem quyền Anh có thẻ thành viên lâu dài đăng ký với mức giá chính thức 82,2 bảng đến gần 2.000 bảng cộng thêm phí đặt chỗ. Nhưng dù giá vé đắt, báo chí Mỹ và Anh đều khuyên người muốn xem trực tiếp trận đấu này hãy nhanh tay đăng ký mua vé nếu không sẽ mất đi cơ hội vì chắc chắn vé sẽ được bán hết trong vòng vài giờ. Sàn đấu Madison Square Garden có sức chứa 21.000 chỗ ngồi, coi như chắc chắn sẽ chật kín người xem trước sự kiện sốt đặc biệt này. Ngoài ra, trận đấu này cũng được truyền hình trực tiếp trên hai kênh DAZN của Mỹ và Sky Sports Box Office ở khu vực Vương quốc Anh với người xem trả ví, nhưng mức giá hiện nay chưa được công bố. Joshua hiện đang có thành tích bất bại với tổng cộng 22 trận thắng, 21 chiến thắng bằng knockout và bảo vệ các đai vô địch hạng nặng như WBA, IBF, WBO, IBO trong khi Mueller sinh ra ở Bob Green đã được cổ vũ của khán giả nhà và tranh các đai vô địch trên cũng như đang bất bại trong sự nghiệp với thành tích 24 trận thắng, 21 trận thắng bằng knockout và một trận hòa. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dylan White tin Jaren Miller sẽ đập nát Anthony Joshua trong trận boxing sinh hạng nặng 2019. Sau Wilder Fury, boxing sinh hạng nặng lại tiếp tục chứng kiến một trận đấu giữa những kẻ bất bại khác là Anthony Joshua và Jaren Miller. Ứng cử viên hạng nặng hàng đầu Dylan White, 21 chiến thắng một trận thua, tin tưởng đương kim hạng nặng Anthony Joshua sẽ thất bại trước tay đấm người Mỹ Jaren Big Baby Miller, 23 trận thắng một trận hòa tại Madison Square Garden tại thành phố New York vào ngày 1 tháng 6. Ứng cư viên hạng <laughs> Ứng cư viên hạng nhất cho đai vô địch WBC và WBO đã luôn muốn có cơ hội giành đai vô địch WBA, IBF và WBO sau khi Joshua hạ gục anh 3 năm trước. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Jaren thắng, White nói với Skypod. Nếu Miller vượt qua được những cơn mưa đòn từ Joshua trong những hiệp đầu, Miller sẽ áp đảo các hiệp sau tuyệt đối. Tôi sẽ không ngạc nhiên. Tôi nghĩ Jaren Miller thắng Anthony Joshua là điều dĩ nhiên. Dylan White có lịch hẹn với Anthony Joshua tại sân vận động Wembley ở London vào ngày 13 tháng 4, nhưng Anthony Joshua đã từ chối. Nếu Anthony Joshua thua, tôi sẽ đấu với anh ta. Đây là tư thủ cá nhân. Tôi không định đấu với Anthony Joshua để giành đai. Dù anh ta có thua 10 trận liên tục, tôi vẫn muốn đấu với anh ta. Tôi không muốn bị coi thường, đơn giản là thế. White cho biết. White đã có năm 2018 tuyệt vời, chiến thắng trước tay đấm người Úc Lucas Browner, 27 trận thắng, 1 trận thua. Và Joseph Parker, 22 trận thắng, 2 trận thua, 19 trận knockout. Không lâu sau đó, anh hạ gục Derek Chirosa, 29 thắng, thắng 9 trận thua và 21 trận knockout, trong một trận tài đấu, Joshua 29 tuổi có trận đấu gần nhất vào tháng 9 khi anh giành chiến thắng trước Alexander Povetkin, 34 trận thắng, 2 trận thua trong hiệp 7. Về phía Miller, tay đấm 30 tuổi này có trận đấu gần nhất vào tháng 11 khi anh chấm dứt chuỗi bất bại của tay đấm người Romania, Dordan Dinu, 18 trận thắng, 1 trận thua. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Dan Wilder không quan tâm danh hiệu độc cô cầu bại boxing. Dan Wilder đang giữ kỷ lục bất bại trong thời điểm hiện tại, nhưng anh ấy suýt phải nhận trận thua đầu tiên trong sự nghiệp của mình trước Tyson Fury. Nhà vô địch quyền Anh hạng nặng WBC Dan Tywelder, 40 trận thắng, 1 trận hòa, 39 trận knockout, đã tham dự trận đấu vào ngày 22 tháng 12 năm 2018 giữa Jermaine Charlo và Tony Harrison. Thông tin thêm những ai bỏ lỡ trận đấu này Charlo đã đánh mất danh hiệu vô địch WBC Light Miss West vào tay Harrison với một quyết định thắng điểm đầy tranh cãi, đồng nghĩa với việc Charlo phải nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp boxing chuyên nghiệp của mình. Việc duy trì được một bảng thành tích bất bại trong sự nghiệp thi đấu là điều rất quan trọng với phần đông các ngôi sao quyền anh hàng đầu. Floyd Money Mayweather đã làm cho nghiệp quyền anh của mình đạt tới đỉnh cao về danh vọng và số tiền kiếm được bằng việc giữ vững thành tích bất bại với 50 trận thắng và chưa phải nhận bất kỳ trận thua nào. Trong trận đấu với Tyson Fury vào ngày 1 tháng 12 năm 2018 tại Los Angeles, Mỹ để bảo vệ chiếc đai WBC hạng nặng, đây là trận đấu đầy cảm xúc khiến người hâm mộ còn phải bàn tán trong thời gian dài. Mặc dù nhiều người cho rằng Tyson Fury là người chiến thắng trong trận thượng đài với Wilder với sự áp đảo về mặt chiến kỹ thuật khi tung ra được nhiều cú đấm trúng đích hơn và kiểm soát thế trận với hơn 8 hiệp đấu áp đảo đối thủ người Mỹ. Nhưng Dan Wilder với hai lần knockdown Fury đã mang lại cho anh một trận hòa suýt sao. Phát biểu sau khi nhận được quyết định hòa từ phía trọng tài, Wilder cho biết trong trận đấu vừa rồi anh cảm thấy được khả năng sẽ phải nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của mình rất lớn. Có thể nhiều người sẽ nghĩ Wilder hẳn rất lo lắng sau trận đấu có vẻ như là rất khó khăn trong sự nghiệp của mình với nguy cơ bảng thành tích tuyệt đẹp của mình bị thêm vào một trận thua, nhưng trái với suy nghĩ của người hâm mộ, Welder cho biết việc phải nhận thất bại sẽ giúp bạn khiêm tốn hơn và từ đó bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một trận thua hay hòa có thể là một điều tuyệt vời, nhưng tất cả phụ thuộc vào cách bạn suy nghĩ về nó, Welder nói. Nó có thể giúp bạn trung thực với bản thân và biết khiêm tốn hơn, từ đó bạn sẽ trở thành nhà vô địch nhiều lần chứ không chỉ một. Dã từ sự nghiệp thi đấu với một bảng thành tích bất bại không phải lý do để Wilder bước vào sự nghiệp thi đấu quyền Anh. Thay vì duy trì một thành tích thi đấu không tí vết, Wilder chỉ đơn giản muốn mọi người nhớ đến như là người giỏi nhất trong làng quyền Anh, như một võ sĩ vĩ đại. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.